Chào các bạn, thì hôm trước là mình đã đóng nắp chốt nè, rồi mình đã bơm khí nè, rồi mình đã hướng dẫn rồi nhờ kỹ lưỡng về vấn đề đó rồi. Và mình cũng làm những cái video thực tế luôn trên 100 cây. Thì hôm nay á thì mình sẽ đi khai thác, tức là mình sẽ đi khoan, khoan mà để coi thử sản lượng như thế nào. Và hôm sau mình sẽ tới, mình sẽ thu mũ, mình sẽ làm tiếp một video nữa là thu mũ. Và nếu mà bạn nào đã vô tình vô được cái video này mà chưa xem được những cái video mà lắp đặt cây như thế nào không, ví dụ như lắp lắp bộ ấp khí như thế nào, thì mình sẽ để link ở trên video này ha, ngay góc này. Và rồi một video nữa là video bơm khí nè, video đóng nắp chốt nè, mình cũng để link ở vị trí này luôn đó, các bạn cứ nhắn vào đó và xem. Và hôm nay nè, mình quay cái cảnh khai thác á, thì trước khi bạn khai thác, bạn cần chuẩn bị là một cái khoang. Thì bên mình đang bán cái khoang này là khoang của, nói chung là cũng Trung Quốc thôi, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta bơm áp khí thì chúng ta cũng không cần một cái khoang quá xịn. Cái khoang này là đã ok rồi, khoang này mình bán 350.000. Khoang này có hai cục pin, một cục pin và một và thêm một cục dự phòng nữa. Thì mình lắp pin vô là mình khoan thôi. Cái này là những người mà rẫy cao su mà nhiều quá thì ví dụ vài ngàn cây á, tầm 1.000 tới 2.000 thì không có xài hết pin. Tại tới hai cục là mà. Đó. Bỏ vô chúng ta bấm cho vô khoan thôi. Mình có tặng kèm hai mũi khoan nữa. Nói chung là khoan này là xài ok. Nói chung là nó, cái máy này thì nó dở hơn cái máy Tiger mà bên mình đang bán kia, tại cái pin nó không có cầm. Còn máy Tiger thì pin nó sẽ cầm hơn, nó sẽ ok hơn. Đó, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem mình đi khoan thực tế 100 cây này nó sẽ như thế nào, để các bạn hiểu rõ hơn là khi áp dụng bộ này của bên mình á, bên công ty mình á, thì nó sẽ ra sao. Tức là khi các bạn xem video này, các bạn sẽ hiểu rõ được hơn là khi mà áp khí bằng bộ áp khí này và khoan thu hoạch á, thì sản lượng nó sẽ như thế nào, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Chứ không phải là các bạn chỉ xem mình làm sơ sơ 1-2 cây, mình làm được tới 100 cây là, cho nên rất là dễ, các bạn dễ nhận biết, nhìn cách làm và cách khoan như thế nào. Rồi bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, giờ chúng ta đi khoan nha. Khoan ở dưới kia, khoan lên luôn ha, ba cây dưới kia này. Đó, khi khoan thì các bạn rất là đơn giản, chỉ cần bấm mũi khoan vô. Tại bây giờ mình đang làm cái máng này là tại vì hồi trước là mình xài cái máng màu xanh dẫn mũ, nhưng mà giờ để mình cho bà con thấy rõ hơn về vấn đề mũ nó ra như thế nào thì tạm thời mình xài cái máng dẫn mũ truyền thống đó nè, cái mũ đó. À, mũ chảy ra rất là nhiều, thao tác rất là nhanh, một cây chúng ta tầm khoảng 2-3 giây là xong mà. Và sáng ngày mai là bắt đầu mình tiến hành mình đi thăm mũ đó, để cho mọi người biết được là mũ nó sẽ nhiều như thế nào. Cái phương pháp khoan lấy mũ bằng khí này nó lợi hại cái là ví dụ như cái vườn mà chúng ta vừa mới làm năm ngoái đi, năm nay thì chúng ta cũng không cần phải mở miệng rồi cực khổ giống như khoan truyền thống, như cạo truyền thống, mà chúng ta chỉ cần áp khí là chúng ta khoan mũi đầu tiên là đã có mũ rồi, rất là tiện lợi. Chúng tôi khoan dưới nắp chốt tầm 2-3 phân. Cái này là do mùa nắng này, không có che mưa. Còn nếu như mùa mưa chúng ta phải che mưa đâu. Đó, có cái che mưa nữa nè. Đó.
chúng ta phải che mưa rồi lên. Thì che mưa thì mình cũng đã có rất nhiều video hướng dẫn về che mưa như thế nào, thì cái gì đó mình để link trên video á, thì bạn nào chưa xem được thì có thể. À, đây là cái vùng đóng nắp chốt năm ngoái nè, da nó lành hết rồi nè. Bây giờ chúng ta khai ra là nó đã có mũ rồi đó. Vườn cây lá rất là xanh tươi. Và cái vườn mình là coi như năm nay là mình là người đầu tiên áp khí khoan lại á. Tại vì sức sống cây nó tốt quá thì mình khoan, mình lấy mũ, mình đánh đông lên bán mà. Tại mũ nước bây giờ người ta cũng chưa có thu. Đù, cho tôi bể luôn hả? Bể nó tàn mũ hết. Đỡ tô đi. Đỡ tô lại chứ. Đó, các bạn xem lá nè, đã khoan xong một mùa nè. Cái vườn này làm được 2 năm rồi đó. Lá rất là xanh tốt. Thậm chí cái vùng mà mình đóng nắp chốt năm trước á, hoặc là cái vùng mà mình khoan, bây giờ mình khoan lại vùng đó, nó đã có mũ luôn rồi mà. Da nó liền rất là nhanh. Mình chắc phải để khỏi mất thời gian các bạn, chắc cái đoạn này mình sẽ tua nhanh quá. Tua nhanh qua cho các bạn đỡ mất thời gian. Thì thao tác nó cũng đơn giản thôi, nó cũng lặp đi lặp lại à.
Và đây là những cây cuối rồi đó. Rồi, chào mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người trong clip thu hoạch sáng ngày mai.